Rồi, ok. Cái video trước á, là tôi hướng dẫn các bạn chuyển một cái token mà cụ thể là ERC20 được phát triển tên trên cái nền Ethereum về cái ví My Ether Wallet và sử dụng cái ví lạnh Ledger Nano S. Đây, thì hôm nay là tôi cũng sử dụng cái ví lạnh Ledger Nano S để chuyển một cái đồng Ethereum đi cái ví Coinbase ha. Đây cái ví Coinbase đây. Anh theo. Đây, Ether đây. Series show đây. Địa chỉ đây. Đấy. Bây giờ tôi copy địa chỉ này. Chữ sẵn ha. Rồi. Tôi chỉ sẵn. Bây giờ tôi vô cái ví này. Vì tôi sử dụng cái đây các bạn nhớ nha. Send Ethereum and token đây. Let's rồi, tôi kết nối với nó. Đây, các bạn thấy tôi có dư 0,02 Ethereum và cái mục Ledger Ethereum. Đây. Chọn cái ví này, in lock nó ra. Đăng nhập bình thường vậy các bạn. Đăng nhập giống như là mình có cái mã Revay Key hoặc là cái Key Store cộng với mật khẩu của mình thì nhiều cách đăng nhập. Đây là tôi đang giới thiệu đăng nhập bằng cái ví lạnh Ledger Nano S và tôi cảm thấy là cái hiện nay cái phương thức đăng nhập như thế này nó rất là an toàn. Đây tôi chuyển đây, đây địa chỉ đây, bây giờ tôi chuyển đây 0,00 0,00 một đi. Ga limit cái đấy cho nó mặc định thôi, 20 vậy đó. 20 21 vậy đó. Rồi mình nào mình chuyển thôi. Các bạn nên nhớ nha, trước khi mình nhập cái địa chỉ mà mình nhận vô, địa chỉ mà mình gửi cần gửi đi á, thì họ cái ví nó sẽ bắt xác nhận là ok hay không. Rồi xác nhận rồi, có cần phải xác nhận, có cần nó hỏi thêm một lần nữa là bạn có muốn thực hiện cái chuyển không. Rồi ok, đây transaction đây. Rồi đây nó hỏi mình đây, còn thấy không, hỏi mình có gửi không. Ok tôi gửi thế thôi. Đây đây đó, nó đã báo rồi đó, nó đã gửi đến cái này. Bây giờ mình verify nha, đây mình xem lại coi tình trạng nó chuyển nha, các bạn thấy không, à, thấy nó chuyển không? Rồi, nó thành công rồi đó. Đây, mình vô khởi bay mình kiểm tra lại. Mình phép khởi bay lên cái. Nó bắt mình đăng nhập. Các bạn đợi mình chút xíu. Này, các bạn thấy không? Đây, nó hiện lên nè. Đây nè. Đây, Reserve Ethereum 0,01 ETH. Đấy, thấy không? Các bạn thấy chưa? Đấy. Nó nhận được rồi đấy. Nó nhận được rồi đấy. Và tôi nói là nó rất là nhanh. Và cái ví này thì hiện nay nó giá ở Việt Nam là 2.194.000. Nói chung là ở nhiều nguồn khác nhau mà giá nó như thế thôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem cái video clip này.